Hello, chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Tuấn Hùng Hà Giang. Thì như hôm qua thì mình với A Sùng đã mang dê lên cho hai em siêu dê rồi. Và hôm nay thì A Sùng rủ mình lên để cùng xem là hai em siêu dê làm chuồng cho hai chị siêu dê như thế nào nhé các bạn ơi. Nào, mời các bạn theo chân Tuấn Hùng. Nay mình với A Sùng lên trên hộ của em siêu dê. Và hai anh em tính mua thịt thì A Sùng thì muốn có tờ 5.000 thôi, muốn lấy cái mặt lợn này đi để nấu giả cầy, nhưng mà đưa 5.000 được. Trên đấy cũng có khó, cũng lười làm lắm, nên 140 mà làm cái chân giò nhỉ. 140 cháu đưa cô 150, có nghĩa là cô trả lại cháu 10.000. Có 10.000 ở đấy không? Thì cháu cô đưa 5.000, cô không lấy 5.000 nữa. Thế là bà cho thêm chứ không phải là cho thêm đấy. Đấy, làm quả chân giò này là hết ý ấy. Chân giò thì anh chế biến nhá. Ok. Chân giò thì có gì đâu, luộc bóp lá chanh, còn cái xương nó nấu canh. Nhà cô có nhiều lạp sườn này. Lạp sườn thì hôm nọ giới thiệu rồi, 500 một kg. Treo thì ở trong thùng. Có cả món thịt treo hả cô? À đây, thịt treo hun khói đây. Thịt hun khói đây. Ôi giời, nhìn ngon đấy nhở, trong veo luôn. Cái này bây giờ một cân bao nhiêu cô? Cái này bây giờ có 300 thôi. À, 300 một cân đấy. Thịt lợn đen treo nha các bạn ơi. Ôi thơm nức luôn này. Ai có nhu cầu về thịt lợn treo này với lại lạp sườn nhé, thì liên hệ với mình qua kênh YouTube Tuấn Hùng Hà Giang hoặc là Facebook Thèn Mạnh Tuấn nhé các bạn ơi. Trên màn hình của video mình có số điện thoại này. Ngon đấy nhở. Cái này một thịt lợn đen treo này, mỡ trong rồi đấy, trong hết cả mỡ rồi này, rất là ngon luôn. 300.000 kg, ai lấy thì liên hệ mình nha, mình lấy hộ nha, không bao ship nha, các bạn tự trả ship nha. Đấy, lạp xưởng này cũng được cái nhỉ, là miếng thịt treo này lên xào ăn ngon đấy A Sùng ạ. Hiện tại thì mình với A Sùng TV đang di chuyển lên hướng nhà của em siêu dê, đang đi qua địa bàn của xã Tân Tiến. Hôm nay thì trời có vẻ ấm hơn hôm qua. Hôm qua thì lạnh hơn, hôm nay thì có vẻ là ấm hơn rồi các bạn ạ. Các bạn ơi, hôm nay thì mình với A Sùng lên để xem hai em ấy lấy cây về làm chuồng dê như thế nào nhé. Hôm nay A Sùng thì có mua một cái chân giò, mình thì mua hai mỡ rau cải để lên nấu cơm. Xem hai em ấy làm chuồng dê như thế nào, cũng muốn thay đổi cái bữa ăn, khẩu phần ăn cho gia đình, tại vì nhà cũng chẳng có gì ăn đâu. Nên là hôm nay mình với A Sùng sẽ lên để nấu cơm và ăn cùng hai em sâu dê và sâu tú. Ở đây thì mình đã nhìn thấy hai con dê được buộc ở ngay chỗ thửa ruộng như này. Và các bạn có thể nghe thấy tiếng dê kêu. Bình thường khi đến đây thì chẳng có tiếng gì kêu cả, nhưng bây giờ khi đến đây thì nghe thấy tiếng hai em dê này kêu cũng cảm thấy là rất là vui rồi. Nhà cũng hoàn cảnh lắm, nên là hôm nọ làm đường, khi người ta làm cái đường quốc lộ 4D này này, thì người ta cũng hỗ trợ giúp đỡ san được cho hai em cái nền nhà ở đây. Nhưng mà để có tiền làm nhà thì mình nghĩ rằng nếu để hai anh em kiếm được tiền làm nhà thì chắc phải nuôi hai con dê này khoảng 2 năm nữa thì chắc là sẽ dựng được nhà dưới này. Nhưng mà chắc chỉ dựng được nhà gỗ thôi. Chỉ dựng được nhà gỗ thôi, tức là đủ mua pro, còn gỗ thì chắc tự đi vào rừng lấy thôi. Ở đây thì cây gỗ tạp trong rừng vẫn còn nhiều. Ở ngay dưới chân dải núi rừng già mà sa mộc cũng nhiều lắm. Đi lên đi, hai anh em mình lên đi. Ôi, leo lên cái dốc này chết mệt quá. Ôi, A Sùng đi nhanh quá. Anh. Ôi, mệt thật.
Chào sơ dê nhá. Em chào anh. Chào em. Ôi. Ôi lấy được về nhiều cây đấy. Thế là sáng nay mới đi lấy cây à em? Mọi người ơi, giờ thì mình với A Sùng lên đến nhà em ấy rồi. Ôi nhưng mà đám mây kia thì đẹp quá, vì có ánh nắng rất là đẹp luôn. Hiện tại thì mình vừa lên đến đây và mình thấy sâu dê đang có nhờ cả hai anh em về đến giúp để làm hay sao ấy. Dê đây là ai ấy? Đây là anh rể. À anh rể của em à? Vâng. Còn em này? Em này là con trai của bác. Có phụ xoáng? Có vàng sao chú rồi. À vàng sao chú à? Vàng sao chú. À anh nghe cái hộ này rồi và cũng đang định có một ngày nào đấy anh sẽ lên anh review cái hoàn cảnh của gia đình em này. Gia đình em cũng rất là khó khăn, nghèo, cực kỳ nghèo. Cây vầu rất là to nhé các bạn ơi. Cây vầu cực kỳ to luôn. Em ấy thì đang dùng một cái lưỡi cưa rất là nhỏ để cắt. Cái chỗ kia là làm ấy rồi hả em? Vâng. Cũng nhanh phết nhờ. Hôm nay anh với A Sùng rủ nhau lên mua cái chân giò lên để biết là bọn em đang làm rồi. Nên là phải mua cái chân giò lên để tối nay có cái để cải thiện bữa ăn. Không thì lao động mệt quá. Hôm qua lúc bọn anh đến đây để giao dê thì em đi lên rừng. Vâng. Có bắt được con chuột nào không? Không, để chuyển dưới nhưng mà là dưới lại à. Không khí ở đây thì rất là mát mẻ luôn. Các bạn có thể nhìn thấy đằng sau các em đang làm này là những đỉnh núi, những đỉnh cao 2000 đến 2200 đang được mây bao phủ vào. Mắt thường mình có thể nhìn thấy những đám mây bay là rất là nhanh luôn. Cái nền nói em san rồi gì? Nền chuồng là làm san rồi đúng không? Anh xem ở đây anh nhìn thấy cái nền rồi. Bây giờ mình mời các bạn cùng mình qua xem nền nào. Vừa lên đến cũng khá là mệt nhưng mà rất là hào hức luôn. Tấm pro thì hôm qua em Sâu Tú đã vác hết lên đây rồi. Đó. Và cái nhà của ba mẹ con Sâu Dê đây. Nhà thì rất là nhỏ luôn. Bé tẹo teo như viên kẹo á. Và mình sẽ từ từ đã. Mình sẽ cất cái ba lô của mình vào trong nhà. Đấy, vẫn là cái bếp củi. Em, hai em đã có được những cái bộ quần áo rồi. Các em đã treo hết lên móc áo đàng hoàng luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy này. Các em đã treo hết quần áo lên. Mặc dù là nhà rất là nhỏ thôi. Đấy. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra chỗ nền chuồng dê để xem hai em ấy làm có đúng theo ý mình không. Vì dê bản chất là có đấy, là phải làm sàn cao lên. Dê không ở dưới đất, không ở chạm đất mà là phải ở trên cái chuồng bằng cây vầu, làm sàn cao lên. Đây này các bạn có thể nhìn thấy đây, ok luôn nhá, rất là ok các bạn nhá. Bốn cái chân là được làm từ cây gỗ và được chôn sâu xuống. Sau đó là dùng hai cây sa mộc để làm cái xà chính ở dưới. Và đây là những cái cây vào các em đã đục lỗ sẵn rồi để tí chỉ dựng chuồng thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy là cái cây vầu này đã được đục lỗ cắt phẳng ở đầu và sẽ được xiên qua để cho nó chắc chắn. Cây vầu tươi như thế này sử dụng rất là lâu luôn, vì khi dê đái xuống thì nó sẽ làm cho cái cây
không bị mối mọt. Đặc biệt là những cái cây vầu được chặt trong cái mùa lạnh như thế này, được chặt vào trong cái mùa đông như thế này thì sẽ không bị mối mọt nhé các bạn nhé. Đây là những cái cây vầu này sẽ được vót rất là nhẵn để cắm xuống đây này. Các bạn có thể hình dung ra là sẽ cắm xuống các cái lỗ ở đầu này đó để tạo thành một cái chuồng nhé. Chắc là sẽ làm hai gian đấy, chuồng này chắc là làm hai gian. Rất ok luôn. Hai em rất là nhiệt tình luôn, chứ không phải là thuộc những cái con người lười lao động đâu, nói là làm luôn. Rất là tốt các bạn ạ. Và cứ lên đây là mình lại phải ngắm cái cây đào rất là đẹp tuyệt vời của nhà hai anh em. Ở đây thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cây đào cơ. Rất là tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Còn gạo ăn không đây? Còn. Còn à? Anh chào Tú nhá. Đây hai em dê này này. Cái nền chuồng là làm xong rồi hết rồi A Sùng ạ, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Rất là tuyệt vời theo đúng ý của mình luôn. Cũng biết kỹ thuật nuôi dê là mình phải làm chuồng như thế rồi. Cái thời gian trước anh làm dự án thì anh kiêm cả Tùng Sán Nậm Ti, thì ở Nậm Ti người ta cũng hỗ trợ cho hai con dê bò lai á. Cái giống đó là nó to đến một tạ 2 cơ. 70 đến tạ 2. Nếu mà mai này mà có điều kiện á, thì mình có thể là mượn dê giống ở bên đó về lai cho hai anh em cũng được. Hoặc là mình sẽ mua một con dê bò lai giống F1, F2 cũng chẳng hạn ở bên đó. Mình sẽ tức là mình mua cho mình để mình mang đi làm từ thiện, tức là lấy cái con dê được đấy đi like cho những hộ nào mà mình có thể hỗ trợ người ta mua dê. Như hai anh em của sâu Tú, siêu Tú, siêu dê. Dê người, dê bốn chân. Tiền dê phải nuôi dê. Đấy, bây giờ mang tên sắt. Hai em dê đang đi dạo rất là ngoan luôn. Vâng thưa các bạn, hiện tại thì dê hai chân đang làm chuồng cho dê bốn chân ở. Làm mấy gian em? Chuồng này làm mấy gian đấy? Dạ. Cái chuồng này làm mấy gian? Làm một gian thôi á? Làm một gian thôi. Làm một gian xong là để một cửa thôi. Để một cửa thôi nhỉ? Để một cửa xong, nhưng mà nó có, nhưng mà lúc nào có con ấy. Lại có con thì mình lại là... Cây đấy chuồng sau nhỉ? Đất nhiều thì không lo đâu. Mình lại làm một cái chuồng to nhưng mà mình lại làm hai cửa. Nào nó đẻ con thì mình tính tiếp. Siêu Tú rửa rau à? Em tách hết nó ra nhá. Ở cái cạnh của cái cây rau là hay có đất lắm. Người ta tưới ấy. Ở đây có măng đắng chưa? Chưa đâu nhỉ? Có những này. Tìm được ít đấy, thuốc đi đào thì cũng đào được hơn. Chưa Tú hỏi anh cạo cái chân nhé. Đấy, hỏi anh cạo sạch để anh đi review anh siêu dê dựng chuồng dê. Các bạn ơi, hiện tại thì siêu dê với lại mấy anh em đã làm xong hết các kia cây thành của chuồng rồi. Rồi mình sẽ chuẩn bị dựng chuồng đây.
thay mà cho lũ này, cho nó cho lũ này, cho lũ cái thon nè, ôi cho cái chảo không ngủ. Cô làm cửa à? Làm. Thì đang tính đây, đang tính làm cửa đây. Bây giờ bắt đầu chân nó mới cho lũ đúng một cái. Giờ mà tất cả các giờ thay nó nè, cái thay nó cái chảo ấy tụi nhau là một hố hẹ cái này. Cái cây dưới đã đút đâu em, cái cây sàn bên kia đã đút đâu? Chó mà. Đấy, làm đến đấy thôi, còn lại để làm cửa của nó. Các bạn có thể nhìn thấy là cái sàn chuồng dê rất là chắc chắn. Kể cả 10 người ngồi lên trên cũng không làm sao luôn đấy. Rất là chắc chắn luôn. Lật cái cây này, lật nó úp xuống em. Lật cái chiều úp ngược lại. Tại vì nó cong ngược lên đấy. Đấy úp cái cây này xuống, bỏ hai cây kia ra, úp cái cây này xuống. Chiều tối rồi này các bạn ơi, mặt trời đã xuống núi rồi, 6 giờ chiều rồi, trời mùa đông thì tối rất là nhanh. Và chiếc chuồng dê đã được hình thành, ngày mai thì sẽ làm 6 cái cột giống như làm mái nhà ấy, để lập pro nhé các bạn nhé. Xong rồi, sắp xong rồi, cố lên. Cái này là đóng hẳn xuống luôn à em, cho nó chắc luôn đấy nhỉ. Cái đấy để tí anh thiết kế cho em ơi, anh có cách à? Cái đấy không vào. Nếu mà thiếu pro thì anh mua thêm nhá. Cái sắt gì bột được mấy. Anh nhấc lên như thế. Bây giờ em cắt cho anh một cái cây bé bé này này. Cắt cái cây bé này nó cứng rồi. Này, cắt một đoạn bé này. Lấy cưa cắt đi. Này. Em cắt đúng cái mắt này cho anh. Xong là lấy con dao bổ vào một tí này bằng này mà. Đệm vào được mà. Cắt lấy một đốt bé bé. Không cần tháo. Phải lấy để ngay cũng được. Để đệm lên thôi mà. Em lấy cưa em cắt. Cưa đâu rồi? Nhà cái bây giờ. Cắt ở phía. Hả? Cắt cái lột nó cua. Cái cưa tiếng Mông là cái gì? Cơ. Cơ. Thank you.
quá rồi. Lẽ ra bé hơn. Em làm hơi rộng rồi. Đấy, bây giờ nhấc cái này lên xong em đút lại, em xoay cho nó theo cái chiều vào phía trong thì là ok mà. Không cần lấy dây buộc luôn. Đấy. Đây mà. Đây hả? Đi sợ hả? Ừ, đâu. Đấy, hạ xuống. Em xoay nó vào phía trong ạ. Xoay cái này vào hướng trong chuồng dê. Nói ra bạn ấy phải để một miếng ở bên này cơ. Bên này em để một cái dài dài cho nó chống một cái lên trên này, một cái xuống dưới này này. Nhiều hai cái tai chắc ngay mà nhỉ. Nên ra mình cắt một nửa thôi, xong mình để lại một miếng này cho nó xiên lên đây, một miếng này xiên xuống cái ống này thì chắc. Xong rồi các bạn ạ, hiện tại là chuồng đã dựng xong, cửa có nhá. Xong rồi, và bây giờ nghỉ ngơi thôi tại vì cũng tối rồi. Còn Pro thì ngày mai sẽ dựng cột, 6 cột, tức là dựng 6 cái cột và lập hai mái, một mái đằng trước thì một hàng Pro, mái đằng sau thì hai hàng Pro. Đấy, nó mới đảm bảo chắc chắn được. Ok, cái búa này, cái rìu. À. Nấu cả cái xương nó vào rồi à? Em lấy đũa em chọc chọc vào xem nó còn ra nước đỏ đỏ. Hay là nó ra nước trong rồi. Chín rồi. Chín rồi, vớt ra đi. Nhìn ngon lắm, hấp dẫn lắm. Chảy những miếng. Chắc cho nước vào tí đấy. Cái này cho thêm nước vào đi. Cái xương của nó rồi đấy. Xương rồi em ơi. Xương rồi. Cho thêm nước vào xong là nó sôi lại phát thả ra là được ăn này. Cái thớt chưa khô á? Cháy em. Chưa khô mà. Nhưng mà được rồi. Anh thấy nhà em là anh thấy tội nghiệp nhất cái thớt này. Tại vì nó rất là ít khi được thái thịt. Nhà mình nghèo không có thịt ăn nên là ít khi được thái thịt, chỉ có thái rau thôi. Chiếm cái trên đầu nhà ruộng không? Sao không làm hết, nhiều người mà. Đủ ăn được ít quá. Ít nước quá mà. Ăn ít thôi. Đâu, anh xem nào, ớt gì đấy? Ớt tím à? Ớt này ăn được không? Nhà nghèo đến nỗi cây ớt còn không có một quả nào. Mình ra thì nhặt được mỗi hai quả đấy thôi các bạn ơi. Trời ạ. Mặc dù đất thì rất là tốt nhưng mà khí hậu ở đây thì rất là lạnh nên là ớt cũng không phát triển được. Không có quả nào luôn, chỉ được hai quả thôi. Đúng là chỉ có hai quả này thôi. Hai quả này cũng là một bát nước chấm ngon ngon đi. Mỗi người cũng được thưởng thức một chút. Cắt luôn hai quả ớt này vào làm nước chấm nhé. Nhà ở đằng sau này có cây ớt á? Có cây ớt á? Có quả không? Ăn rồi à? Cái gì cũng phải biết chia nhau ăn cơ. Béo thì cùng béo, chết thì cùng chết. Đấy.
mời các bạn uống nước chè nhá. Ủa chè đặc ấy. Chè đặc mi ngon. Giờ phút này sao mà thèm nước thế. Ngày nào Tuấn Hùng cũng làm hai ấm chè, kể cả có khách hay không có khách. Nếu mà thường thường nhà có khách còn phải đến 4 năm ấm cơ. Ngon đâu. Ngon đấy. Sao xua đây. 250 mà. Ôi dạ. Chả chè.